về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách Cánh Diều, bài 3, Bạn bè của em. Tập đọc Chơi bán hàng. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần chia sẻ các con nhé. Nội dung chia sẻ thứ nhất, hãy kể tên một vài người bạn của em. À, chắc hẳn mỗi chúng ta đều có những người bạn của mình, phải không nào? Con có thể kể tên một vài người bạn của mình. Đó có thể là bạn thân, bạn cùng lớp, cùng xóm hay cùng phố. Nội dung chia sẻ thứ hai. Em và các bạn thường làm gì cùng nhau? À, các con và bạn thường làm gì cùng nhau nhỉ? À, trong cuộc sống tình bạn thật đáng quý. Bạn vui đùa và học tập cùng chúng mình. Bạn có thể cùng chúng mình chơi trò chơi rồng rắn lên mây, cùng chúng mình học nhóm hay múa lân. Bạn cũng có thể cùng chúng mình tập thể dục, cùng đá bóng, cùng đi bơi. Tình bạn chân thành thật đáng quý. Các con hãy trân trọng tình bạn của mình, các con nhé. Hôm nay, các con sẽ bắt đầu học một chủ điểm mới, chủ điểm bạn bè của em. Mở đầu chủ điểm, các con sẽ được học bài thơ Chơi bán hàng, nói về một trò chơi quen thuộc của trẻ em đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng bước vào phần luyện đọc, các con nhé. Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc và đọc thầm theo cô nhé. Chúng mình thử xem bài thơ có gì thú vị. Chơi bán hàng. Bé Hương và bé Thảo rủ nhau chơi bán hàng. Hương có củ khoai lang. Nào, Thảo mua đi nhé. Thảo cười như nức nẻ, nhặt một chiếc lá rơi. Tớ trả đủ tiền rồi, được mang về nhà chứ? Rồi Thảo bẻ hai nửa, mời người bán ăn chung. Vị bùi khoai đất bãi, thơm ngọt ngào chiều đông. Tác giả Nguyễn Văn Thắng. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Chơi bán hàng. Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết bài thơ này được chia thành mấy khổ thơ. À đúng rồi, bài thơ này được chia thành 3 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất. Từ câu thơ Bé Hương và bé Thảo đến câu thơ Nào, Thảo mua đi nhé. Khổ thơ thứ hai. Từ câu thơ Thảo cười như nắc nẻ đến câu thơ Được mang về nhà chứ. Khổ thơ thứ ba. Từ câu thơ Rồi Thảo bẻ hai nửa đến câu thơ Thơm ngọt ngào chiều đông. Các con thấy bài thơ Chơi bán hàng được viết theo thể thơ 5 chữ. Có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ. Trong bài có một số từ ngữ khó đọc, dễ gây nhầm lẫn do ảnh hưởng của tiếng địa phương. Cô đã dùng các dấu gạch để gạch chân những từ ngữ đó. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Khoai lang. Khoai lang. Nắc nẻ. Nắc nẻ. Chiếc lá. Chiếc lá. Hai nửa.
hai nửa. Đất bãi, đất bãi. Ngọt ngào, ngọt ngào. Các con chú ý khi đọc, chúng mình cần biết nghỉ hơi đúng sau mỗi câu thơ và cuối mỗi khổ thơ nhé. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài tập đọc chơi bán hàng một lần nữa nhé. Trong bài, có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ đầu tiên là từ cười như nắc nẻ. Cười như nắc nẻ có nghĩa là cười giòn, liên tục. Bùi. Bùi có nghĩa là có vị ngon, hơi béo. Bãi. Bãi có nghĩa là khoảng đất bồi ở ven sông, ven biển hoặc nổi lên giữa dòng nước lớn. Để tìm hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay, thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Đọc khổ thơ 1 và cho biết. A. Hương và Thảo chơi trò chơi gì? B. Hàng để hai bạn mua bán là gì? C. Ai là người bán? Ai là người mua? Để trả lời được những câu hỏi này, bây giờ các con hãy đọc lại khổ thơ 1 này nhé. Bé Hương và bé Thảo rủ nhau chơi bán hàng. Hương có củ khoai lang. Nào, Thảo mua đi nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi A. Hương và Thảo chơi trò chơi gì? À, qua khổ thơ thì chúng mình thấy câu thơ bé Hương và bé Thảo rủ nhau chơi bán hàng. Đúng rồi, như vậy Hương và Thảo chơi trò chơi bán hàng đấy. Đây là một trò chơi rất quen thuộc đối với thiếu nhi chúng ta, phải không nào? Câu B. Hàng để hai bạn mua bán là gì? À, đúng rồi. Hàng để hai bạn mua bán là một củ khoai lang đã luộc. Câu C. Ai là người bán? Ai là người mua? À, đúng rồi. Hương là người bán và Thảo là người mua đấy. Câu 2. Bạn Thảo mua khoai bằng gì? À, để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc lại khổ thơ thứ hai này nhé. Thảo cười như nắc nẻ, nhặt một chiếc lá rơi. Tớ trả đủ tiền rồi, được mang về nhà chứ? Như vậy, sau khi đọc xong khổ thơ thứ hai này, các con đã biết bạn Thảo mua khoai bằng gì chưa? À, đúng rồi, bạn Thảo mua khoai bằng một chiếc lá rơi đấy. Câu 3. Trò chơi của hai bạn kết thúc thế nào? Để biết được, chúng mình hãy cùng nhau đọc lại khổ thơ cuối cùng nhé. Rồi Thảo bẻ hai nửa, mời người bán ăn chung. Vị bùi khoai đất bãi, thơm ngọt ngào chiều đông. Như vậy, chúng ta thấy mua bán xong, Thảo bẻ đôi củ khoai mời Hương ăn chung. Hành động Thảo bẻ đôi củ khoai mời Hương ăn chung cho chúng ta thấy được tình bạn đẹp giữa hai bạn Thảo và Hương.
Câu 4. Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? À, khổ thơ cuối chính là khổ thơ mà cô trò chúng mình vừa đọc. Bài cho các đáp án. A. Khen khoai đất bãi rất mùi. B. Khen khoai đất bãi rất ngọt. C. Khen khoai đất bãi mùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo. Bây giờ con hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhé. Theo con, khổ thơ cuối nói lên điều gì nào? À, đúng rồi, qua khổ thơ cuối, chúng ta thấy khổ thơ muốn nói lên đó là khen khoai đất bãi mùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo. Đây quả thật là một tình bạn đẹp và đáng trân trọng phải không nào? Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập các con nhé! Bài 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Bài cho chúng ta các từ ngữ lá, khoai lang, tiền, thảo, mùa đông, đất, Hương, chiều, nhà, người bán. Bài cho chúng ta 3 nhóm. Đó là nhóm từ chỉ người, nhóm từ chỉ sự vật và nhóm từ chỉ thời gian. Bây giờ các con hãy sắp xếp những từ ngữ này vào nhóm thích hợp nhé. Các con đã sắp xếp xong chưa? Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài. Với nhóm từ chỉ người, cô có các từ Thảo, Hương, người bán. Đây là những từ ngữ chỉ người. Những từ ngữ chỉ vật gồm có đất, nhà, khoai lang, tiền, lá. Những từ ngữ chỉ thời gian, đó là chiều, mùa đông. Câu 2. Cùng bạn nói về hình ảnh minh họa trong bài thơ. A. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là... chấm chấm chấm. B. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là... chấm chấm chấm. C. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là... chấm chấm chấm. Bài cho chúng ta một câu mẫu. Đây là trò chơi bán hàng. Bán hàng là một trò chơi của trẻ em. Qua câu mẫu này, chúng ta nhận thấy câu mẫu này thuộc mẫu câu cái gì là gì. Tương tự, các con hãy sử dụng mẫu câu cái gì là gì, mẫu câu ai là gì, kết hợp với những hình ảnh minh họa mà các con nhìn thấy và các con cùng bạn nói về hình ảnh minh họa trong bài thơ nhé. Câu A. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là người bán hàng. Câu bạn Hương là người bán hàng thuộc mẫu câu ai là gì? Câu B. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là người mua hàng. Đúng rồi, trong hình minh họa chúng mình nhìn thấy bạn Thảo là người mua hàng. Câu C. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là tiền mua khoai lang. À, câu chiếc lá là tiền mua khoai lang thuộc mẫu câu cái gì là gì. Như vậy, qua bài tập 2, cô đã giúp chúng mình biết giới thiệu được các hình ảnh trong bài thơ theo mẫu ai là gì, cái gì là gì. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu bài tập đọc chơi bán hàng. Qua bài học,
các con đã hiểu được về trò chơi bán hàng và tình bạn đẹp giữa hai bạn nhỏ. Từ đó, các con thấy được sự đáng quý trong tình bạn và trân trọng tình bạn của mình. Cô cũng đã giúp các con tìm được những từ ngữ chỉ sự vật, người, vật, thời gian và giới thiệu được các hình ảnh trong bài thơ theo mẫu ai là gì, cái gì là gì. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc chơi bán hàng cho ông, bà, bố mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt, cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.